Được lời chào của em Hoàng An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2021. Hôm nay là ngày vía thần tài, ngày 10 tháng Giêng. Hôm nay chủ nhật rồi và cũng lâu lắm rồi. Từ trước Tết bây giờ thì em Hoàng An mới có một video lên sóng báo giá tất cả các mẫu xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Kính chúc tất cả anh chị khách hàng thân yêu của em Hoàng An có một năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc, cầu được ước thấy anh chị nhé, và luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương của em Hoàng An cũng như là siêu thị ô tô Bình Dương. Siêu thị ô tô Bình Dương sẽ luôn cam kết mang đến cho anh chị một chiếc xe tốt nhất, với chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và có chính sách bảo hành tốt nhất. Ngày hôm nay thì cũng sẽ không có quá nhiều đầu xe vì hôm nay thì ngày đầu tiên bên em mới là khai xuân và cũng đang cập nhật các mẫu xe hàng ngày đang về. Thì hôm nay sẽ giới thiệu khoảng mười mấy đầu xe thôi để phục vụ anh chị, và anh chị quan tâm về bất cứ mẫu xe nào thì nhấc máy nên gọi điện cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và thương lượng giá. Chắc chắn rồi, những ngày đầu năm này anh chị mua xe tại bên em sẽ được hưởng những lãi suất mức ưu đãi rất là lớn luôn. Từ hỗ trợ cho anh chị về bớt lọc cho anh chị này, rồi giảm giá sâu rất là sâu, đặc biệt là với những anh chị nào mua nhanh, mua gọn bây giờ sẽ giảm giá rất là sâu luôn. Rồi ok, mời anh chị tham quan vài mẫu xe nhé. Em sẽ giới thiệu đây, ra ngoài này trước đi. Còn vài mẫu xe thôi, không còn quá nhiều. Một chiếc Civic nha anh chị này. Civic này thì 2015 bản 2.0. 2.0 anh chị nhé. Honda Civic 2015 bản 2.0. Và đây là một chiếc xe rất đặc biệt, 2015 nhưng mà chủ xe chỉ chạy có 23.000, rất là đặc biệt rồi. 23.000 cho một chiếc xe Honda Civic 2015. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 545 triệu anh chị nhé. 545 triệu 2.0 và có lịch sử hãng đầy đủ luôn, rất mới luôn, quá đặc biệt đúng không? Với một chiếc xe 2015 nhưng chạy chỉ có 23.000 km thì rất là ít rồi đúng không ạ? 545 triệu. Và anh chị coi xe thì em An vẫn đầu năm em An sẽ bớt lọc cho chị mỗi chiếc xe 5 triệu trên giá em báo, trừ đi 5 triệu anh chị nhá. Và giá còn thương lượng thêm cho anh chị. Đó. Rất là mới và đẹp rồi, siêu đẹp rồi. Đúng không ạ? Tiếp theo đi, một chiếc i10 sedan 2016. Mang biển số Cần Thơ, bản đủ số sàn anh chị nhé. Bản đủ số sàn và đây là hàng nhập Ấn. Xe thì đã trang bị mâm đúc, gương kính chỉnh điện, khóa đầy lỗ thông minh, ghế da. Ghế da anh chị nhé, ghế da. Hàng nhập 2016 sedan. 285 triệu và giá bớt cho chị 5 triệu, còn 280 triệu và giá vẫn còn thương lượng cho anh chị luôn. Ở mẫu xe i10 này thì sẽ hỗ trợ ngân hàng cho anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì cái đấy là do chính sách ở bên ngân hàng, vì vậy mà em cũng thông tin để anh chị biết. Còn chiếc Civic này thì với những anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn làm được. 2015 bên em vẫn làm được. Rồi ok. Một chiếc i10 sedan 2019 mà trưa nay em Hoàng An cũng đã review rồi. Nhưng mà vừa đấy thì em đã nhận cọc, bán về cho anh Tùng ở bên Trảng Bom, Đồng Nai rồi. Vừa nhận cọc tức thì anh chị nhé, 219AT. Rồi tiếp theo một chiếc Mazda 3 2016 bản sedan, 2016 sedan anh chị nhé, màu trắng, mang biển số Bình Định. Giá bán hiện tại cho mẫu xe đang ở 528 triệu. Đó, 528 triệu. Một mẫu xe phân khúc hạng C. Và ở đời 2016 này cũng chỉ hỗ trợ ngân hàng cho 3 tỉnh thôi. Đó, kính mong anh chị thông cảm. 2016 hỗ trợ ngân hàng được tầm khoảng 300 triệu. Đó. Một chiếc xe với kiểu dáng trẻ trung và rất được ưa chuộng. 2016 chị nhá. Máy 1.5 sedan. Mazda 3 thì có bản sedan và bản hatchback. Chiếc xe này đang chạy 56.000 và còn vỏ teo xe hết. Tất cả vỏ teo xe. Tất cả là đang là vỏ teo xe hết cho anh chị nhá. 2016. Và theo xe một chủ từ đầu. Xe thì bao lỗi tuyệt đối cho anh chị, đâm đụng thì kích, sơ cua gần như là chưa lăn, gần như là chưa hạ luôn. Đó. Rất là mới đây. 56.000 anh chị nhá, còn vỏ theo xe. Ok. Tất cả những chiếc xe mà anh chị cần một video chi tiết hay hình ảnh thì có thể kết bạn Zalo với em sẽ gửi video chi tiết hoặc hình ảnh cho anh chị qua Zalo. Rồi tiếp theo một chiếc MBV 7 chỗ ngồi đây. Một chiếc Kia Rondo máy dầu 2015, số tự động. Máy dầu anh chị nhá. Đây. Máy dầu và chiếc xe này chỉ sử dụng động cơ 1.7 thôi, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Một chiếc xe MBV 7 chỗ của Kia
kiểu dáng rất là gọn, rất là gọn anh chị nhá. Và đây là tự động máy dầu nữa thì rất là kinh tế thôi, cực kỳ kinh tế cho anh chị. Anh chị đi gia đình kinh doanh dịch vụ đều quá ok đúng không ạ? Máy dầu, nội thất ghế da màu đen. Ok. Đó. Hỗ trợ ngân hàng 3 tỉnh anh chị nhá. Đời 2017 trở lên sẽ hỗ trợ toàn quốc cho anh chị. Và đó đời 2016, 2015, 2014 sẽ hỗ trợ cho anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai hoặc thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đó. Là mẫu MBV 5+2. Vì vậy mà sẽ không, nếu mà ngồi 7 người thì sẽ không quá rộng rãi đúng không ạ? Cũng ok cả. Đây. Một chiếc Kia Morning. Kia Morning 2019. Máy 1.25. 4 máy anh chị nhá. 4 máy 1.25, 4 máy này. Bản này bản tiêu chuẩn 2019, mang biển số Sóc Trăng. Giá bán hiện tại cho mẫu xe đang giảm giá còn 275 triệu cho anh chị thôi. 275 triệu chị nhá. Xe đã vào cam hành trình cho anh chị rồi. Đó. Tất cả là nguyên bản từ máy, khung gầm, keo chỉ, zin tuyệt đối cho anh chị luôn. Đó. 2019 nhá. Cái này thì hiện tại ở bản tiêu chuẩn này thì cũng có gương chỉnh điện nhưng mà chưa có màn hình. Đó. Vào cam hành trình cho anh chị luôn rồi. Đó. Rồi vậy. Đó. Rất là ok. Ghế da theo xe anh chị nhá. Đó. Giá rất là mềm. Nếu mà Kia Morning thì giá cực kỳ là mềm rồi. Cực kỳ là mềm mại rồi. Phân khúc hạng A Kia Morning 2019. Đó. Hôm nay sẽ còn vài mẫu xe mà mới về em sẽ cập nhật cho anh chị. Bên em trong một tuần nữa thì một tuần nữa em ăn cũng lên sóng liên tục thôi. Thì những cái mẫu xe nào mới về thì em sẽ cập nhật cho anh chị. Thì tất cả những chiếc xe mà mới về thì thường thường là bên em đang làm mộc, có nghĩa là chưa rửa dọn, chưa làm đẹp, chưa rửa dọn, chưa làm gì cả. Đó, tất cả là mộc hết anh chị nhá. Ok. Rồi, tiếp theo là một chiếc Accent 2012 số sàn, hàng nhập, máy 1.4 này, màu đen, mang biển số Bình Dương, một chủ từ đầu này, 2012. Và đây là hàng nhập Hàn Quốc nguyên con. Một chiếc sedan cũng vào đủ đồ chơi rồi, tay chén cửa về mưa. Và đặc biệt đây chiếc xe thì đã được chủ xe vào một cái màn hình Android rồi. Đấy, vào một cái màn hình Android anh chị rồi. Odo đang là 84.475 km nhá anh chị nhá, máy 1.4. Đó, số sàn. Một chiếc xe phân khúc B vào thảm lót sàn 6D, trần 6D đầy đủ hết cho anh chị rồi này. Rất là đầy đủ đúng không ạ? Đó. 2012 anh chị nhá. 315 triệu. Đó. 2012, 315 triệu. Lót sàn đầy đủ này, trần 6D này, hộp bệ tỉ tay này. Đấy, khá là đầy đủ đúng không ạ? Ở chiếc xe này thì anh chị có thể mình bọc một bộ ghế da nữa thì đẹp hơn đúng không ạ? Có thể thì anh chị mua thì em sẽ hỗ trợ lắp ghế da cho anh chị. Màu đen cực kỳ là sang đúng không ạ? Cửa tiền rất là mềm. Đó. Ở một chiếc xe hàng nhập này thì cái mức giá nó rất là ok rồi. Đó. Nguyên bản tuyệt đối anh chị nhé. Ok. Mời anh chị theo chân em Hoàng An xuống khu vực rửa dọn thì tại vì là hôm nay là hôm ngày đầu làm việc, vì vậy mà rửa dọn chưa kịp. Đó. Vì vậy mà chỗ này, khu vực này đang rất là trống. Một chiếc Ranger XLS sản xuất 2016, máy 2.2 một cầu. Điều đặc biệt ở chiếc xe này chỉ chạy có 15.000 km thôi. Thực sự là đặc biệt đúng không ạ? Và khó tin. Nhưng chiếc xe thì luôn luôn là phản ánh đúng sự thật và không bao giờ biết nói dối. Ở mẫu xe này thì em An đã có một video chi tiết cho anh chị rồi. Bản XLS nhé. Xe khi mà mở cửa xe ra anh chị còn thấy thơm mùi xe mới. Vào ốp cửa đầy đủ hết rồi. Vè mưa. Đó. Rất mới chị nhá, đúng 15.000 nhé anh chị nhá. Em ăn bao chuẩn cho anh chị 15.000. Ranger thì là ông vua bán tải đâu, chạy cực kỳ là thích. Đó. Rất là mượt. Mạnh mẽ bốc ha. 215. 216 xin lỗi anh chị. 216. Đó. Một chủ từ đầu biển Bình Dương luôn anh chị nhá. 216. Đó. Đây. Chưa có lắp thùng. Đó. Thì đang để trống như này thôi. Đấy. Ok, tất cả đết vỏ theo xe tại vì có mười mấy ngàn thôi. Xe rất là mới. Và nước sơn zin thì cũng gần như là tuyệt đối rồi. Gần như là tuyệt đối rồi. Có thể nói là vậy. Ok. Một chiếc xe 8 chỗ ngồi Toyota Innova 2018. Giá bán hiện tại đang là 615 triệu thôi chị. Mang biển số Đà Nẵng anh chị nhé. Và em vẫn bao tuyệt đối là đâm đụng thủy kích. Xe vào đủ đồ chơi cho anh chị như là ốp mặt ga lăng này, tay chén cửa. Tay chén cửa cho anh chị này, vè mưa cũng đầy đủ hết rồi. Đó. 60.000 chuẩn.
Xe đã được bọc ghế da cho anh chị rồi. Đã bọc ghế da. Innova 2015 2018 anh chị nhé. 63.000, 693 km, trần ni lông. Đó. Form 2018 2.0, form mới rất là đẹp, rộng rãi ha. Màu bạc. Đó. Không gian bên trong thì nó hơi tối một chút nên là anh chị có thể nhìn nó không được rõ. Mẫu xe này thì em An cũng đã có video chi tiết rồi. Vì vậy mà anh chị cần thì có thể nhắn tin Zalo, em sẽ gửi video chi tiết cho anh chị. Hỗ trợ ngân hàng khoảng 70%. Một chiếc Ford Transit máy dầu này 2014. Và đây là bản Luxury anh chị nhé. Giá bán hiện tại đang là 379 triệu thôi. Rất là mềm rồi. Ghế da ở bản này thì có ghế da luôn. Đấy, bản đủ nha anh chị nhé. Có màn hình cam lùi cho anh chị rồi. Xe còn rất là mới luôn. Đấy, trần ni lông 16 ghế. Đó, rất hợp lý đúng không ạ? Hơn 300 triệu là chị có xe đi kinh doanh. Hợp lý rồi đúng không ạ? Rất hợp lý anh chị đưa rước học sinh hay là chở khách tham quan du lịch. Quá ổn đúng không ạ? 2014 nha anh chị nhé. 379 triệu cho anh chị luôn. Xe thì cũng còn đăng kiểm ham phí. Tới tháng 8 năm 2021 nhé. Ok, 16 chỗ. Rất là ok đúng không ạ? Với tầm tiền trên 300. Rồi, em An mời anh chị xuống khu vực dưới đây. Một chiếc xe phân khúc hạng B có thể nói là rất là hot hiện nay rồi. Gần như là không có hàng và bên em thì vừa về đây. Thì đơn giản thôi, anh chị nhìn qua cái biển số này là yêu luôn rồi đúng không ạ? Rất là đẹp, lộc phát rồi. 2019, bản đủ, máy 1.4 số sàn, 428 triệu. Chiếc xe này thì em An sẽ đã đặt cho anh chị một bộ ghế da rồi. Và em đặt bộ ghế da rồi nên là em khỏi phải lau đi. Đã đặt cho anh chị một bộ ghế da theo xe, đúng màu tông màu đen kem cho anh chị luôn. Đấy, em đã đặt một bộ ghế cho anh chị rồi. Đó. Vì tại vì cái xe này thì chủ xe người ta vào một cái bộ ghế da cái màu hơi nổi một chút nên em đã bọc một khác. 35.000 anh chị nhé. Bản đủ, mâm đúc, khóa đầy đủ thông minh. Đó, vô lăng tích hợp, đầy đủ hết màn hình, chỉ đường khá đầy đủ đúng không ạ? 2019 anh chị nhé. Bỏ theo xe 35.000 hết. Màu đỏ. Thiết kế rất là đẹp, từ cụm đèn pha, đèn hậu đến tổng thể của chiếc xe thì có thể thấy rồi. Hyundai Accent là mẫu xe phân khúc hạng B với kiểu dáng thiết kế đẹp nhất. Và đây, một cái hốc gió hàng ghế sau là một điểm cộng cực kỳ lớn ở một chiếc xe Hyundai Accent. Đấy. Ok. Đã bọc ghế, em sẽ đã đặt một bộ ghế rồi nên là anh chị yên tâm. Cụm đèn hậu sau là LED 3D luôn. Đó. Thêm một cái thông điệp rất là hay này. Cực kỳ là vui luôn. Cảm biến sau đó, đầy đủ hết. Đó, đang thì xe thì mới về nên đang cho anh em vệ sinh. 428 triệu anh chị nhá. Hỗ trợ ngân hàng khoảng như mẫu xe này em sẽ nghĩ là hỗ trợ khoảng 250. 2019 bản đủ, máy 1.4. Một xe hạng B gần như là không có hàng. Bên em còn duy nhất một chiếc xe Hyundai xe này thôi. Đó, màu đỏ cực kỳ đẹp. Xe thì sau khi khoảng 2 ngày nữa em sẽ cho anh em thợ rửa, đánh bóng, làm đẹp cho anh chị luôn. Đó, một số vết chầy thì sẽ xử lý hết. Rất đơn giản thôi. Rồi, tiếp theo một chiếc Kia Cerato đi. Có một bộ mâm cực kỳ là được chủ xe vào bộ mâm rất là ngầu luôn. Rất là nổi bật luôn. Sơn, đây là mâm này chủ xe sơn lại thôi. Nguyên bản thì không có màu này. Nguyên bản là màu khác. Đây, 2017, màu đỏ. Bản đủ máy 1.6. Đó, mang biển số Bình Phước. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe Kia Cerato, giá rất là mềm. Kia Cerato là mẫu xe giá mềm nhất. Bản này có cửa lóc, có cửa sổ trời này, có ghế điện. Đấy, ghế chỉnh điện. Nhớ ghế luôn. Lót sàn 6D đầy đủ. Xe đang dọn nên là em quay mộc cho anh chị coi nhá. Hai khóa điện đầy đủ cho anh chị này. Hai khóa điện này. Đấy, còn dọn một số đồ linh tinh thôi. Hai khóa điện. 50.753 km anh chị nhá. Điều hòa hai vùng. Cảm biến trước sau, lọc không khí, đầy đủ hết. Một chiếc xe Cerato mức giá cực kỳ là mềm và option thì quá là miên man. Xe thì đồ chủ xe vào thảm lót sàn cho anh chị hết rồi. Đó, rất nhiều đồ chơi nhé. Thảm lót sàn đầy đủ hết. Ghế da theo xe 1.6 thì tiết kiệm nhiên liệu hơn đúng không ạ? Cực kỳ là rộng rãi. Đấy, đang để đồ, khá nhiều đồ. Cụm đèn hậu sau full nét luôn. Đấy, cảm biến trước sau cực kỳ đẹp. Camera lùi tích hợp sẵn rồi.
hỗ trợ ngân hàng ở mẫu xe là khoảng tầm 300 triệu cho anh chị luôn. Ok. Một chiếc Honda City cũng là một mẫu xe phân khúc hạng B làm mưa làm gió hiện nay. Honda City 2017 màu trắng, form cũ, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. 448 triệu. Em xin lỗi là tại vì xe thì đang dọn vì vậy mà em sẽ không quay chi tiết cho anh chị được. Xe vừa về tức thì được 15 phút thôi. Đã xuống cho anh em rửa qua. 448 triệu anh chị nhá. Hỗ trợ ngân hàng khoảng tầm 280 cho anh chị luôn. Honda City cực kỳ là rộng, tiết kiệm nhiên liệu và quá rộng rồi. Có thể nói đây là mẫu xe phân khúc hạng B rộng rãi nhất hiện nay. Rồi tiếp theo một chiếc MBV 7 chỗ ngồi nữa. Và chiếc xe này thì 2018 Kia Rondo, mang biển số Nghệ An, nhưng mà khách hàng thì chủ xe cũ ấy, sinh sống làm việc tại Bình Dương. Vì vậy mà hộ khẩu thì lại là ngoài Nghệ An. 485 triệu cho một chiếc xe đi 30.000 chuẩn. Màu đỏ đô rất là đặc biệt và đẹp đúng không ạ? Rất đặc trưng của chiếc Kia Rondo. Form dáng đẹp. Đặc biệt là ở form mới này thì anh chị có thể thấy bộ mâm ấy, mâm phay này cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đa chấu, rất là sang. Đó. Xe thì cũng đã trang bị vè mưa, dán phim quét nhiệt, tay cửa cho anh chị rồi, chén cửa cho anh chị rồi. Đó, xe đang dọn vì vậy mà hơi dơ một chút. Ok. 30.000 chuẩn anh chị nhá. 30.000 chuẩn. Anh chị ơi, trên đây là những cái mẫu xe mà ngày hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới khai xuân, em Hoàng An lựa chọn để gửi đến tất cả anh chị. Và anh chị quan tâm về mẫu xe nào thì alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và thương lượng giá anh chị nhé. Một lần nữa thì em An cảm ơn anh chị và kính chúc tất cả anh chị có một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào và gặp lại anh chị. Xin chào.